Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe gian XTC được trang bị bộ khung bằng carbon, bộ chuyển động Alivio. Bây giờ em sẽ vào quay đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì là carbon. Một mẫu xe địa hình của gian. Gian carbon. Thương hiệu gian này họ nổi tiếng về làm khung chất lượng tốt nhất thế giới, nên các bác yên tâm khi sử dụng. Nước sơn của chiếc xe thì còn rất là mới. Hầu như là không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Xe mới về mà em chưa vệ sinh gì nhiều, mà các bác nhìn trên hình nó còn rất là mới. Tay bấm Alivio. Máy ơ bi vòng. Đùi đĩa Chuvati. Gạt đĩa SLX. Dòng SLX này nó cũng khá là cao cấp của Shimano. Đây là chuyển số Alivio. Rồi bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc in là 48 cm. Từ khóa cọc in đến tâm cổ phốt là 54 cm. Chiếc xe có size là size M. Size M là size phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63-65 đến khoảng 1m73-75 đi là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 8 tầng lít, 3 tầng đĩa. Chiếc xe thì rất là êm ái, mượt mà. Thưa các bác, là một chiếc xe thương hiệu gian, khung full carbon, cấu hình tốt mà bên em đang bán với mức giá rất là hợp lý, chỉ có 10.800.000 cho một con xe rất là ngon. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để có được những thông báo mới nhất về những chiếc xe bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.